Lái xe trời mà khó chịu lên mà ăn mà uống mà la ông sầm chân. Còn thêm bà này nữa nè, trời ơi bà ngủ rút giờ rồi nó bà bầu nằm chi rồi kẹt tay rồi ba. Yeah, đây nhân vật chính như bữa hôm nay không có bà này thì không xong rồi. It's been the last though in your pocket.